Dạ Ngọc Ngân ơi, xin kính chào đại gia đình thân yêu đã quay trở lại với kênh Ngọc Ngân Bến Tre. Thì hôm nay Ngọc Ngân làm cái video này để giới thiệu với quý cô chú anh chị về cái lô tùng kim cương thì cao từ 35 cho đến 45 cm thưa quý cô chú anh chị. Thì cái lô này thì có đồng giá là 250.000 đồng một cây. Khi quý cô chú anh chị lấy 2 cây trở lên là thì Ngọc Ngân sẽ bao ship cho quý cô chú anh chị toàn quốc. Thì cái cây của mình thì Ngọc Ngân sẽ đánh số từ số 1 cho đến số 12 để cho quý cô chú anh chị dễ dàng theo dõi và chọn mua. Thì hiện tại thì cây đang được trồng ở trong cái chậu C8 của quý cô chú anh chị. Cây cao thì nó sẽ ít nhánh hơn thì không phải là cây nó không ra nhánh nữa, mà cây nó đang chuẩn bị đi tuột ở trong cái nách thân đó quý cô chú anh chị. Thì một cây như vậy có giá là 250.000, khi quý cô chú anh chị lấy 2 cây trở lên thì Ngọc Ngân sẽ bao ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị. Thì tùng là một trong những cái loại cây quốc tế quý cô chú anh chị. Thì cái loại cây này sức sống rất là bền bỉ, rất là dẻo dai luôn. Thì cả thế giới đều rất là yêu thích loại tùng này. Thì những cái quốc gia mà châu Á anh em với chúng ta giống như là Hàn Quốc, Nhật Bản thì đã chơi cây tùng trong rất là nhiều năm, thậm chí hàng vài trăm năm luôn. Có những cụ tùng thì đã hơn 600 tuổi luôn đó quý cô chú anh chị. Và đặc biệt là quý cô chú anh chị thường thấy là những cái tiểu cảnh ở Nhật đó, thì thường người ta làm những cái suối nước rồi những cái viên đá, và bên cạnh đó thì không thể thiếu được những cây tùng. Thì và đặc biệt là những cái công ty lớn thì hay trồng những cây tùng ở trước công ty, bởi vì cây tùng thì nó lúc nào nó cũng phát triển là vươn hẳn cành lên, thì tượng trưng cho cái sự chính trực và cái sự trường tồn của công ty. Thì quý cô chú anh chị thường hay nghe, hồi xưa mình nghe là tùng vạn niên. Vạn niên là ngàn năm, là cây tùng nó sống mãi theo thời gian luôn á quý cô chú anh chị. Thì không để quý cô chú anh chị chờ lâu nữa, thì sau đây thì Ngọc Ngân sẽ xin đo chiều cao kích thước của từ số 1 cho đến số 12 để cho quý cô chú anh chị dễ dàng theo dõi và chọn mua nhé. Dạ Ngọc Ngân ơi, đầu tiên là Ngọc Ngân có đánh cái số 1 nè quý cô chú anh chị. Thì tất cả đều là chậu C8 hết luôn. Thì Ngọc Ngân xin đo cây số 1. Dạ chiều cao của cây số 1 là nó được 40 cm thôi quý cô chú anh chị. Tính từ miệng chậu đi lên thì cây cao đúng 40 cm luôn. Và tất cả cái lô này nó đặc điểm ở chỗ là cây một cốt. Thì khi mình trồng một cốt thì sau này khi mà cây nó đủ cành nhánh thì nó rất là đẹp luôn. Thì về quý cô chú anh chị trồng là nhớ mình sẽ giữ cái cây như thế này để mình tạo cái dáng trực cho cây. Còn nếu mà quý cô chú anh chị thích những cái dáng đổ, dáng nghiêng thì mình sẽ uống sữa. Nhưng mà cái cây này về thì quý cô chú nhớ là cho cây nó ổn định lại một khoảng thời gian khoảng 6 tháng trở lên thì mình phải uống sữa nha. Đây là cây tùng kim cương số 1 nè quý cô chú anh chị. Quý cô chú anh chị có thấy là những cái cành nhánh trong cái nách thân á, cây nó ra rất là nhiều luôn á quý cô chú anh chị. Nó đang lú những cái mầm như thế này nè. Cây nào thì nó cũng khỏe mạnh hết. Đây là vẻ đẹp của bạn số 1 nha. Thì tiếp theo Ngọc Ngân xin giới thiệu với quý cô chú anh chị về cái cây số 2. Dạ đây là cây số 2. Thì Ngọc Ngân có đánh số ở trên từng cây hết luôn á quý cô chú anh chị. Qua cái, tại vì Ngọc Ngân tự quay á, nên là cái màn hình trước á, do đó là quý cô chú anh chị nhìn cái số 2 này nó giống như con vịt vậy đó, nó không có giống số 2. Và cái số 2 này thì Ngọc Ngân cũng xin phép quý cô chú anh chị Ngọc Ngân đo. Thì chiều cao của cái bạn này á, là cũng cao 40 cm luôn á quý cô chú anh chị. Hai cây kế, nếu mà quý cô chú anh chị mua một cặp á, thì hai cây kế bên nhau luôn á, thì nó cũng tương xứng như một cặp. Thì Ngọc Ngân cũng lựa. Thì quý cô chú anh chị nếu mà lấy một cây thì sẽ có giá là 330.000, còn nếu như lấy hai cây thì sẽ có giá là 500.000. Và đặc biệt là khi quý cô chú anh chị đến nhà của Ngọc Ngân thì sẽ có giá cực kỳ ưu đãi luôn nha. Thì đây là bạn số 2. Nói chung là bạn nào thì cũng có những cái tuột nó đang phát triển như thế này, cành nhánh thì nó ra khá là nhiều luôn. Dạ tiếp theo là bạn số 3. Thì mỗi cây Ngọc Ngân đều có đánh số hết luôn, thì do đó là quý cô chú anh chị hãy yên tâm, mình thích cây nào thì chọn cây đó. Cái bạn này mình cặm cho nó hẳn bị ruột ra. Dạ chiều cao của bạn số 3. Chiều cao của bạn số 3 thì cao được 40 cm luôn á quý cô chú anh chị. Và cây, tất cả cây thì đều là dạng một cốt luôn á. Cây này thì mình về mình sẽ cặm cây thì cây nó sẽ đứng, cây còn nhỏ nên là mình uống sữa rất là dễ. Thậm chí là những cái cây lớn
vài chục năm thì vẫn có thể uống sữa được đó quý cô chú anh chị. Mà nó hơi cứng thì mình khó uống sữa hơn xíu. Cây tùng thì là một trong những cái loại cây gỗ lâu năm và rất là cứng, rất là chắc chắn. Và khi mình trồng lâu năm á, thì cái da của cây tùng nó sẽ càng đỏ đẹp và nó sẽ nâng lên cái giá trị của cái cây. Và đặc biệt là cái lô này á, quý cô chú anh chị, thì nó cũng sẽ nó có những cái bộ đế nè. Nó sẽ có một bộ đế như thế này, thì tùy cây, có cây thì nó nằm bên dưới, có cây thì mình tưới cái nó lội ở bên trên, nó có bộ đế như thế này. Dạ, tiếp theo là cây số 4. Đây là cây số 4 nha quý cô chú anh chị. Dạ, chiều cao của cây thì cũng là 40cm luôn á. Ngọc Ngân rất là thích tùng và kim cương, bởi vì những cái búp của cây tùng đó, nó giống như là một cái búp sen nha quý cô chú anh chị. Rất là xinh xắn, rất là dễ thương luôn. Và tiếp theo là bảng số 5. Đây là bảng số 5. Thì những cái bảng sau thì chiều cao của nó sẽ thấp hơn, nhưng mà nó sẽ lùng lực và nó sẽ nhiều nhánh hơn đó quý cô chú anh chị. Thì bảng số 5 thì cũng cao là 40cm luôn. Và đây là diện mạo của bảng số 5 nè quý cô chú anh chị. Và tiếp theo là bảng số 6. Đây là bảng số 6. Thì bảng số 6 này thì cũng là 40cm luôn đó quý cô chú anh chị. Và bạn này thì về thì mình sẽ dựng đứng cây như thế này, thì khi đóng hàng thì Ngọc Ngân sẽ bó như thế này trong thùng xốp để cho cây tới nơi thì được an toàn nhất có thể nha quý cô chú anh chị. Dạ, đây là bảng số 7 và bảng số 8 nè quý cô chú anh chị. Bảng số 7 thì cũng cao là 40cm luôn. Và bạn này cũng có cành nhánh rất là nhiều luôn đó quý cô chú anh chị. Những cái dòng tùng thì mình không có mình có không có thể thúc ép phân hóa học để mà cho cây nhanh lớn như những cái dòng khác. Mà cái dòng này thì nó sẽ thích những cái phân hữu cơ thì mới bền cây. Và đặc biệt là khi mình đi phân hữu cơ thì cây nó chậm lớn, thì những cái nắp lá nó sẽ gần lại với nhau, thì cái cây mình nó sẽ càng đẹp và thêm giá trị đó quý cô chú anh chị. Dạ, tiếp theo là bảng số 8. Bảng số 8 này thì có vẻ thấp hơn một xíu đây. Dạ, bảng số 8 thì là có chiều cao là 37cm đó quý cô chú anh chị. Thì cái bạn này là bắt đầu có cành, có lông hơi bị nhiều rồi đó quý cô chú anh chị. Đó, Ngọc Ngân hay dùng, với em trai Ngọc Ngân hay dùng từ là cây nó lợp lông rồi đó. Là cành nhánh nó khá là nhiều luôn nè quý cô chú anh chị. Ở những cái dòng tùng thì những cái mầm nó sẽ mọc ra từ ở trong thân, thì mình trồng càng lâu năm thì cây tùng của mình thì nó sẽ càng xum xuê. Và những cái dòng tùng kim cương, tùng đài loan thì lá nó xanh sáng rất là đẹp luôn á quý cô chú anh chị. Và đây là bảng số 9. Dạ, bảng số 9 này thì cao là cũng 37cm luôn, cao nhất là 45 và thấp là 37 luôn. Bạn này thì cũng khá là xum xuê luôn á quý cô chú anh chị. Thấp hơn một xíu thôi nhưng mà bạn có cành nhánh rất là nhiều luôn. Quý cô chú anh chị, nếu mà thích bạn nào từ bảng số 11 cho đến số 12 thì hãy liên hệ ngay với Ngọc Ngân nha. Khoảng thời gian để mà quý cô chú anh chị gọi điện đặt hàng là từ 6 giờ chiều cho đến 9 giờ tối. Tại vì ban ngày Ngọc Ngân đi làm không có bắt máy của quý cô chú anh chị kịp. Thì thường giờ này mà Ngọc Ngân quay video là tầm khoảng 10 giờ cho tới 11 giờ luôn á quý cô chú anh chị. Ngọc Ngân thì phải cố gắng làm việc thật là nhiều để không khỏi sự mong đợi của quý cô chú anh chị. Thì Ngọc Ngân cố gắng mỗi ngày đăng tải thì ít nhất là 2 cái video để cho quý cô chú anh chị nhớ tới Ngọc Ngân. Để khi mà có nhu cầu về cây giống thì hãy ủng hộ gia đình Ngọc Ngân nha. Thì bây giờ có rất là nhiều cửa hàng luôn á quý cô chú anh chị. Về tất cả các mặt hàng luôn, có những cái cửa hàng thì bán rất là nhiều mà quý cô chú anh chị quan tâm đến Ngọc Ngân và mua ủng hộ Ngọc Ngân, thì Ngọc Ngân rất là phải nói là cực kỳ biết ơn và trân trọng những cái tình cảm mà quý cô chú anh chị đã dành cho Ngọc Ngân. Thì trong thời gian tới thì Ngọc Ngân và gia đình sẽ cố gắng để sản xuất thật là nhiều cây giống chất lượng và giá hợp lý nhất để cho quý cô chú anh, để phục vụ cho quý cô chú anh chị nhé.
Và tiếp theo là bạn số 10. Bạn số 10 á, mình đi học á là mình thích số 10 nhất luôn á. Hồi đó Ngọc Ngân đi học mà Ngọc Ngân á, trời ơi, cứ ước gì mình được 10 điểm mà không có lúc nào được 10 hết á quý cô chú anh chị. Cũng có số 1 và cũng có số 0 luôn mà nó hơi ngược vị trí xíu ha. Người ta là 1 và 0 là 10, còn mình là ngược lại 0 và 1. Dạ, chiều cao của cây là khoảng 36cm đó quý cô chú anh chị, chính xác là 36 chứ không phải là khoảng. Cây này thì nó có cành nhánh ở tận dưới gốc luôn nè quý cô chú anh chị, nếu mà mua một cây thì chọn bạn này thì cực kỳ xuất sắc luôn á. Dạ, đây là cây số 11 nè quý cô chú anh chị. Ngọc Ngân có đánh số hết luôn, thì không phải là Ngọc Ngân có 12 cây đâu mà Ngọc Ngân còn rất là nhiều luôn. Nhưng mà hổm rày Ngọc Ngân bán cho quý cô chú anh chị á, thì quý cô chú anh chị điện tới là nhờ Ngọc Ngân lựa thôi. Nhưng mà hôm nay là Ngọc Ngân có nhiều thời gian nên là Ngọc Ngân sẽ dành một cái video này để có thể đánh số cho quý cô chú anh chị dễ dàng chọn lựa. Mình mua mà mình được xem rồi mình được biết kích thước thì mua online nó cũng giống như là mua tại cửa hàng vậy quý cô chú anh chị. Thì bây giờ cái phương tiện mà bán hàng online thì đang rất là phổ biến luôn. Tại vì mình ngồi ở một nơi mà mình có thể mua được hàng, ví dụ như Ngọc Ngân ở Bến Tre đi, mình có thể mua được tận hàng ở Hà Nội luôn. Chỉ cần mình thích là mình sẽ mua được. Mình thích rồi mình với cái điều kiện của mình nữa thì mình sẽ chọn được những cái mặt hàng mà mình ưng ý. Thì ở đây Ngọc Ngân cố gắng làm những cái video mà càng chi tiết càng dễ cho quý cô chú anh chị để lựa chọn. Nhưng mà thời gian thì nhiều khi không có cho phép, cái gì mình cũng muốn, cái gì mình cũng tham hết là không có được. Do đó là Ngọc Ngân cũng cố gắng nhất có thể. Thì chiều cao của bạn này là 36cm và bạn có cành nhánh cũng rất là nhiều luôn á quý cô chú anh chị. Những cái bạn sau thì rất là đẹp luôn. Ngọc Ngân thích, rất là thích những cái bạn tùng. Thứ nhất là cái ý nghĩa của cây nè, giống như Ngọc Ngân nói là tượng trưng cho cái sự chính trực quân tử, tượng trưng cho cái sự trường tồn, thịnh vượng. Những cái công ty lớn thì quý cô chú anh chị thấy là hay trưng những cây tùng ở trước cửa để tượng trưng cho cái sự trường tồn của công ty. Đó chính là mơ ước của chúng ta ở trong cuộc sống. Thì cái bạn này thì cao là 35cm, thì bạn này có lẽ là bạn lùn nhất luôn. Cái dáng này chắc là hơi giống Ngọc Ngân á, lùn nè và tròn luôn nè quý cô chú anh chị. Đây có rất là nhiều tược, có rất là nhiều lá luôn. Thì quý cô chú anh chị yêu thích bạn nào trong số 12 bạn thì hãy gọi điện cho Ngọc Ngân. Thì quý cô chú anh chị cứ yên tâm, những cái loại này thì gia đình Ngọc Ngân làm số lượng rất là lớn. Cây mẹ là những cây mà Ngọc Ngân nhập khẩu ở Đài Loan về thì hơn 10 năm qua. Thì để Ngọc Ngân có thể chiết cây, mình làm những cây nhỏ rồi mình chăm những cây lớn lớn trung trung để phục vụ cho những quý nhu cầu của quý cô chú anh chị. Thì hiện nay bên nhà Ngọc Ngân đang cung cấp cái giống tùng kim cương nhỏ nhất là 80.000 đồng một cây, thì cao là 20cm. Thì quý cô chú anh chị thích cái cỡ nào thì hãy liên hệ ngay với Ngọc Ngân. Và đừng quên bấm đăng ký kênh để có thể tiếp tục theo dõi nhiều video mới của Ngọc Ngân nhé.